và hành thiền. Đây là con đường đưa đến an vui giải thoát. Khi mà mình nói tới cõi trời, quý vị nhớ có hai cái ý. Một là ý về cõi trời bên ngoài, cái thứ hai là cái cõi trời nó nằm ở trong tâm mình đó. Khi nào mà mình an vui thanh tịnh thì đó là những cõi trời đó. Còn khi nào mà mình sân si á, tham sân si á, đó là cõi khổ. Có một câu chuyện, quý vị biết ông đó là một ông dũng tướng. Ông đi đánh trận về, ông đến ông thăm một cái vị thiền sư. Thì ông tới, ông giống như là ông không có tin cõi trời. Ông nói với vị thiền sư là không có trời, không có địa ngục gì hết đó. Thì ông thiền sư đó, ông mới nói lại, ông nói không biết cái cấp trên của ông là ai mà ngu dốt như vậy, ngu ngô mà thăng chức cho ông làm dũng tướng, quả thật là cả hai đều là ngu dốt. Thì cái ông dũng tướng này, ông nói giận như vậy, giận đung 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 lên vậy đó, ông chửi thiền sư. Ông mà biết cái gì mà dám chửi cả cấp trên của tôi và tôi. Thì ông thiền sư nói, đó đó đó, địa ngục đó, địa ngục đó, à, địa ngục. Thì ông này ông thấy quả thật là ông đang đau khổ sân si quá, địa ngục. Ông thấy đúng. Rồi ông bình tĩnh, rồi cái ông xin lỗi sám hối với thiền sư. Thì trong tâm ông nhẹ nhàng an vui trở lại. Thì thiền sư nói, đó 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 là cõi trời đó. Thì nói như vậy để cho chúng ta thấy rằng cái chuyện tu hành đó, nó rất là quan trọng ha. Rồi bây giờ là 9:16, mời một vị đang đọc Tam Quy và Ngũ xin lỗi, lễ bái Ba Ngôi Tam Bảo, xong rồi thọ Tam Quy Ngũ Giới. Thỉnh mời Sư Nguyên Thông truyền giới nha. Bây giờ mời Phật tử Kim Nhung lễ bái Ba Ngôi Tam Bảo và thọ Tam Quy Ngũ Giới với Sư Nguyên Thông ạ. Kính mời. Dạ, alo, alo ạ. Dạ, không biết cháu nghe được. Dạ, được, chàng ạ. Dạ, Nam Mô Buddha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con kính lễ quý sư, con kính lễ quý cô tu nữ, các anh chị đạo hữu trong lớp học. Thay mặt lớp học, con xin được tụng kinh Bái Tam Bảo. Sắc ghê ca mê cha rù bê ghi ri si khá ra ta tê chan ta lý. Khe huy ma ne di bê ra te cha ga me ta ru va na ga ha ne ge ha qua thum hi khe te phum ma cha yan tu de wa cha la tha la huy sa me dắt kha gan tha ba na ga ti tan ta sang ti ke yang Muni vara vacha nang sa tha vo me sunan tu thamma savana kalo ayam padanta thamma savana kalo ayam padanta thamma savana kalo ayam padanta Namo tassa bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Iti biso Bhagava Arahang Samma Sambuddho Vicca charana sambando sugato loka vidu anuttaro purisa dhamma sarati satta deva manussanam buddho bhagavati nati me saranam anyang buddho me saranam varang etena saccha vaikkha che na ho tu me cha da mang ga lang soa kha to pha ga wa ta tham mo sang di ti ko a ka li ko e hi pa si ko
Ô ba na di cô bách chát tăng quê đi tháp bồ huynh nhu hi tìm. Na ti mê sa ra năng anh nhăng thăm mô mê sa ra năng quá răng. Ê tê na sách cha vách chê na hồ tu mê cha sa măng gà lăng. Sô ba ti bàn nô phá gà quá tô sa quá ca sang khô. Uchupati bando phagawato sa waka sangho. Nyazapati bando phagawato sa waka sangho. Samichipati bando phagawato sa waka sangho. Zazidang chatta riburisa yugani atta burisa bukgala. E safagawato sa waka sangho. Ahu nai yo, pahu nai yo, dakhi nai yo, anh chali karani yo, anuttarang bun nhak khet tang lokasatim. Nati me saranang anh nhang sangho me saranang warang. Ê tê na sách cha vách chê na hồ tu mê cha ra măng gà lăng. Văn đà mi chê ti giang sắp bằng sắp bát hà nê su bà ti ti tăng. Sa ri ri ca tha tu ma ha bột thình bút tha ru bằng sa ca lăng sa đam. Sam bố thề ác ta huy sành cha đoà đa sành cha sa ha sa kê bành cha sa ta sa ha sa ni na ma mi si ra sa a hang tê sang. Tham mạnh cha sang khanh cha a đa rê na na ma mi hang. Namakara nu pha quê na hành tòa sắp bê u bát đa về a nê ca. Antaraya bivinasan tua se sato. Sambuthe bành cha bành nhà sành cha cha tu quỳ sa ti sa ha sa kê. Đa sa sa ta sa ha sa ni na ma mi si ra sa a hang tê sang. Tham mạnh cha sang khanh cha a đa rê na na ma mi hang. Namakara nu pha quê na hành tòa sắp bê u ba ta vê a nê ka an ta ra ya bi vi na san tua se sa tô. Sambuthe na vô ta ra sa tê ác ta chát ta li sa sa ha sa kê. Vì sa ti sa ta sa ha sa ni na ma mi si ra sa a hang tê sang. Tham mạnh cha sang khanh cha a đa rê na na ma mi hằng. Namakara nu pha quê na hành tòa sắp bê u ba đa vê a nê ca. Antara ya bi vi na san tua se sa tô. Răng kinh chi ku sa la cầm măng cắt. Bằng kiri yang mamaka ye na wacha manasa tidase sugatang katang ye satta sanyino athi ye cha satta asanyino katang bunya phalang may hang sabbe phagi phawan tute ye tang katang suwiri tang dinang bunya phalang maya ye cha tat na cha nan ti đề hoa gành toa đi quê đã dùng sắp bê lô cầm hi dê sát ta chi quan ta hà ra hê tu ca ma ma nôn nàng phô cha nàng sắp bê la phan tu ma ma chê ta sa ti sắp bê sát ta a quê ra hồn tu su khi ta hồn tu nít đúc ca hồn tu áp gia bách cha hồn tu ni kha hồn tu đi kha du ca hồn tu a rô ga hồn tu sam bát ti hi sa mi chan tu su khi áp
ta năng pariharang tu đúc khắp bát ta cha ni đúc kha pha gia bát ta cha ni pha gia so ca bát ta cha ni so ca hồn tu sắp bê bi ba ni no. Dạ con đã tụng kinh lễ bái tam bảo tóm tắt xong rồi ạ. Phần thọ trì tam quy và ngũ giới xin nhường cho Hà, xin mời Hà lên thọ trì tam quy ngũ giới với sư Nguyên Thông ạ. Sa thú. Hà ơi, Hà giơ tay lên đi Hà. Dạ, con xin được thọ trì tam quy ngũ giới ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, con kính đảnh lễ sư Nguyên Thông, con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con xin thay mặt đạo tràng tác bạch để thọ trì tam quy và ngũ giới ạ. U ca sa ma yang phành tê quy sùng rắc kha na tha giá ti sa ra nê na sa ha bành cha si la ni ya cha ma du ti yam bi ma yang phành tê quy sùng rắc kha na tha giá ti sa ra nê na sa ha bành cha si la ni ya cha ma ta ti yam bi ma yang phành tê cùng quy sùng rắc kha na tha giá ti sa ra nê na sa ha bành cha si la ni ya cha ma. Bạch sư, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích. Bạch sư, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ nhì. Bạch sư, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ ba. Dạ, thưa sư, đạo tràng chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh. Con xin thay mặt đạo tràng kính dâng mic đến sư Nguyên Thông để sư truyền tam quy ngũ giới cho hàng Phật tử chúng con ạ. Nam mô Tassa Phagavato Arahato Thamma Samma Sambuddha Sanamo Tassa Phagavato Arahato Samma Sambuddha Sanamo Tassa Phagavato Arahato Samma Sambuddha Sa. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phá Ga Qua Đó. Ngài là bậc A-ra-hăng cao thượng, chứng được quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phá Ga Qua Đó. Ngài là bậc A-ra-hăng cao thượng, chứng được quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phá Ga Qua Đó. Ngài là bậc A-ra-hăng cao thượng, chứng được quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Bùa đằng xá ra năng gà mi đầm măng xá ra năng gà cha mi sân khăn xá ra năng gà cha mi đưa ti giảm bi bùa đằng xá ra năng gà cha mi đưa ti giảm bi đầm măng xá ra năng gà cha mi đưa ti giảm bi sân khăn Saranang ga cha mi ta ti yam bi bua dang Saranang ga cha mi ta ti yam bi dhammang Saranang ga cha mi ta ti yam bi sanggang Saranang ga cha mi. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ nhì, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba, con đem hết lòng thành kính xin Pháp lần thứ ba, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ ba. Nam mô ta Sapato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato
arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phá Ga Qua đó. Ngài là bậc A-ra-hăng cao thượng, chứng được quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phá Ga Qua đó. Ngài là bậc A-ra-hăng cao thượng, chứng được quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phá Ga Qua đó. Ngài là bậc A-ra-hăng cao thượng, chứng được quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Bút thăng Sa-ra-năng gạch cha mi, thầm măng Sa-ra-năng gạch cha mi, sẵn khăng Sa-ra-năng gạch cha mi, Duti-yam-bi bút thăng Sa-ra-năng gạch cha mi, Duti-yam-bi thammang saranang gacchami, Duti-yam-bi sangkhang saranang gacchami, Tati-yam-bi buddhang saranang gacchami, Tati-yam-bi thammang saranang gacchami, Tati-yam-bi sangkhang saranang gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ ba. Tisaranagganang paripunang Pháp quy tam bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu pana tipata veramani sikha badang samadhiya mi adinna dana veramani sikha badang samadhiya mi kame sumicha chara veramani sikha badang samadhiya mi musa vada veramani sikha badang samadhiya mi sura meraya machapa madathana Về Ramani Sikha Badang Samadhiya, mi con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Panatibata veramani sikha badang samadhiyami adinnadana veramani sikha badang samadhiyami kame sumicchachara veramani sikha badang samadhiyami musawada Veramani sikha badang samadhiyami Sura me raja machapa madathana Veramani sikha badang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Con xin vâng giữ điều học là cố ý xa sự tà dâm. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say.
Thế Tôn có dạy rằng imani pang cha sika bada nisa dukan kato apamade na nik chaka lang samara khi phát băng chư thiện tinh sau khi đã thọ trì tam quy và ngụ giới nơi tam bảo, hãy ráng vân giữ hành theo cho được thanh tịnh đến trọn đời, chẳng nên dễ vui. Thế Tôn có dạy rằng sile na sukatin yang chi sile na phoga sampada sile na nibbuti yang chi tasma si lang vi so that ye, tất cả chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới, tất cả chúng sanh được giàu sang nhiều tài sản cũng nhờ giữ giới, tất cả chúng sanh được chứng ngộ nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cơ ấy, chư Phật tử hãy cố gắng thọ trì giới luật, đừng để lắm nhơ. Dạ, sa thú lành thay. Dạ, con kính tri ân sư Nguyên Thông đã thay mặt chư tăng truyền tam quy và ngũ giới cho hàng Phật tử chúng con. Cảm ơn đạo tràng đã cùng con thực hiện nghi thức này. Tiếp theo, con xin được sám hối ba ngôi tam bảo ạ. Uttamangena-wande-hang-ba-da-bang-sung-va-ru-ta-mang Bút thề dô khá lý tô đô sô bút thô khá mạ thú tăng mạ măng. Út ta măng ghê na quan đề hăng thăm mạnh cha đu vít hăng quá răng. Thăm mê dô khá lý tô đô sô thăm mô khá mạ thú tăng mạ măng. Út ta măng ghê na quan đề hăng sẵn khánh cha đu vít hốt ta măng. Sang khê yo khali to do so sang khô khà ma tu tăng ma mang. Dạ, con kính dâng đến sư Nguyên Thông để sư chúc phúc cho đoàn chúng con ạ. Sa ba bu tha ave na sa ba tham ma nu pha ve na sa ba sang kha nu pha ve na bu ta ra ta năng tham ma ra ta năng sang ga ra ta năng tin năng ra ta na năng a nu pha ve na chắc tu ra si ti sa ha cha tham ma khang tha nu pha ve na pitaka ta ya nu pha ve na chinna sa va ka nu pha ve na sa be te roga sa be te phaya sa be te antaraya sa be te upadava sa be te dunimita sa be te avamangala vinasang tu ayuvakthako Tanavakthako ho ti sabbada dukkaro gapaya veira soka saktu chupadava aneka antaraya pivina sangtu chate chasa Chayasik ti danang la phangso ti phayang sukhang balang siriya yucha vanno Chapo ngang vu thi chayasava satavasa chaya yucha chik ti vaksik thi Phá văn tu tê nhờ quý đức của chư Phật, của giáo Pháp và chúng tăng, nhờ quý đức của Tam Bảo, nhờ quý đức của tám muôn bốn ngàn Pháp môn, nhờ quý đức của Tam Tạng, của chư Thanh Văn Đệ Tử Phật, tất cả bệnh tật, lo sợ, nguy khốn, hiểm nghèo, điềm xấu, sự bất hạnh của người đều được tiêu diệt, tuổi thọ, tài sản, may mắn, danh tiếng, sức mạnh, sắc đẹp, sự an lạc đều được tăng thịnh nhờ quý đức của Tam Bảo. Những khổ não, tật bệnh, lo sợ, quan trái, buồn, phiền, thù oán, nguy khốn, hiểm trở đều được tiêu tan. Chúc người cho được thắng lợi, thành công, tài sản, lợi đất, phúc lạc, vận may, an vui, sức mạnh, các tường, tuổi thọ, sắc đẹp, sở hữu tấn hóa, tiếng tốt, trăm tuổi, sống lâu và thành công trong cuộc sống. Siddhamatho, 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 Idang Pha Lăng. Etasmin ratanata yasmin sampasada necheta so cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thú lành thay. Dạ, phần lễ bái tam bảo, phần thọ
Chỉ tam giới và sám ngôi tam bảo đã hoàn tất. Tiếp theo con xin trao mic đến anh đi Nguyên Như hay Nguyên Trang ạ. Dạ, chúng con kính tri ân sư Nguyên Thông, sư Thanh Tâm. Dạ, xin cảm ơn đạo tràng đã lắng nghe ạ. Sa thú, sa thú. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, Nguyên Như con xin kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con xin kính đảnh lễ sư Pháp Thanh, con xin kính đảnh lễ sư Nguyên Thông. Dạ, Nguyên Như con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con thấy thời gian bây giờ cũng vừa phải lẽ, con xin kính mời chư vị trong đạo tràng cùng với Nguyên Như lắng lòng thanh tịnh để thỉnh Pháp Sư ạ. Nam mô ta sa pa ga wa to wa ra ha to sam ma sam bu ta sa nam mô ta sa pa ga wa to wa ra ha to sam ma sam bu ta sa nam mô ta sa pa ga wa to wa ra ha to sam ma sam bu ta sa Brahma Jaloka Thipati Sahambati Katan Jali An Thiwarang Ayajatha Santi Thasantam Barajang Khajatika Dese Tu Thammang Anukam Bimang Bajang Santam Maferin Quy nhớ danh cha ca dân Sùa tăng cha bành thân A phi thầm mà chăm măng A cô ta danh tu Cha tu sân cha đành đăng Ba bố tha này dê Parisa và mạnh chê Ê quang xà hâm bà ti Brahma Phá gá quan tăng a gia cha tha Tuân hi phà quê nà tăng bù thô Cà ruôn nhê nà thi hoa xa gia Tăng hà quốc gia ta ba đê nà Ni gà đá giăng ta tô gà tô Bành cha quán gia ta vô nầy dê A măng ba dê si thăm ma tô Ta tô ba phu ti sâm bù thô A nu na thăm ma đê sa năng Ma khá quá xa ni đê si si Sát ta năng an tha căng Tê na sa thu a yô phân tê Đê xê tu thâm ma đê sa năng Sâm ba di tha pa ri sa gia A nu cam băm bi ca ta quê Nắc mô bút thà giá Nắc mô thâm ma giá Nắc mô sang kha giá Dạ con xin thay mặt đạo tràng, kính thỉnh sư Pháp Thanh có thể đăng đàn để thử mic trước khi MC Nguyên Trang hoặc là chị Hà có thể đọc bản chính kinh của ngày hôm nay. Dạ Nguyên Như con xin dâng mic lại cho sư Pháp Thanh ạ. À. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Kính đảnh lễ chư tôn đức trưởng lão, chư hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức tăng. Kính chào quý tu nữ và tất cả quý Phật tử. Hôm nay chúng ta tiếp tục học bài thứ 48
tích chuyện Ngạ Quỷ Sự về bốn anh chàng thanh niên. Dạ bây giờ thì xin nhờ cô Nguyên Trang và cô Hà đọc phần chánh kinh và sau đó sư sẽ giải thích chia sẻ về cái bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Thầy ạ. Nam mô Bụt Thầy ạ. Dạ con Nguyên Trang, dạ trước hết con kính đảnh lễ ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Dạ con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con kính đảnh lễ sư Pháp Thanh, kính đảnh lễ sư Nguyên Thông, kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng Ni và con kính chào toàn thể đạo tràng. Và sau đây con xin đọc phần chánh kinh Ngạ Quỷ Sự. Con mới thấy rằng bài thứ 48 thương tự quỷ sự. Ở trong cái cuốn sách của con là chuyện trục xe của cây gỗ đúng không sư? Nó cũng vậy hả sư? Dạ con. Dạ con kính gửi mắt cho sư ạ. Tại vì trong cái cuốn của con là cái bài 48 là chuyện trục xe của cây gỗ. Chuyện trái xoài. Hôm bữa thì Hà nói sao bài đó hả sư? Chuyện thu góp tài sản, hình như là cái bài này là mình đọc rồi đó sư. Hôm bữa quay hết tiểu phụ kinh. Dạ con nha. Ồ, dạ con thấy rồi, cái bên đây là bài 50. Dạ dạ đúng rồi, bài 50. Dạ con nói, dạ con xin đọc lại ạ. Chuyện các nam tử của nhà triệu phú Satthiputta. Dạ con kính mời đạo tràng. Bây giờ Đức Thế Tôn đang trú tại Chê Tá Quá Ná Kỳ Viên ở Sa Quá Thí Xá Vệ. Thời ấy, một hôm, đại vương Bát Xê Ná Đí Ba Tư Nặc của nước Cô Xá Lá Kiều Tát La phục sức lộng lẫy, ngự trên mình voi với vẻ oai nghi đầy quyền lực. Nhà vua thấy trên thượng lầu của một nhà kia có một nữ nhân đang nhìn xuống, trông diễm lệ như một thiên nữ. Lòng nhà vua đâm ra mê mẩn, vì trí nhà vua vốn buông lung, khó kiềm chế được. Vì thế, nhà vua ra cho một người ngồi kế sau mình, và mọi việc được thực hiện giống như trong chuyện Ngạ Quỷ Ambasakara. Nhưng có điểm khác biệt này. Ở đây, người đàn ông ấy thật ra đã đi đến nơi trước khi hoàng hôn, nhưng cổng thành đã đóng. Vì thế, y buộc vào cột trụ của cổng thành gối đất đỏ và bó sen xanh mà y đã mang về và đi vào kỳ viên. Bấy giờ, trong lúc đang an giấc giữa canh khuya, nhà vua nghe bốn phần này Xá Ná Đú Qua Sô được thét vang một cách đau đớn. Tương truyền đây là bốn phần đầu của bốn câu kệ do bốn con trai một vị triệu phú thành xá vệ thốt ra. Vào thời hoa niên, họ đã tham đắm dục lạc và đi với vợ nhiều người khác, tạo nên điều thất đức. Khi từ trần, họ tái sanh vào địa ngục chảo sắc gần kinh thành ấy. Nhà vua vô cùng kinh hãi và rạng ngày hôm sau liền kể cho vị tế sư nghe sự việc đã xảy ra. Vị ấy đang mong kiếm một số lợi nhuận bèn thưa: Tâu đại vương, thác ôi, một đại họa xảy ra, xin đại vương cử hành tế lễ đầy đủ bốn phần. Nhà vua truyền lệnh thi hành việc này. Khi hoàng hậu Malika Mạc Lợi nghe chuyện liền thưa với nhà vua: Tâu đại vương, tại sao vì nghe lời của một bà la môn, đại vương lại muốn làm một việc gây tổn thương và sát hại nhiều sinh vật như vậy? Nay đại vương nên tham kiến Đức Thế Tôn là bậc minh hạnh vô song, và khi ngài giải thích
Ngài giải thích ra sao thì đại vương phải làm theo như vậy. Sau đó, vị đại vương đến tham kiến bậc đạo sư và trình ngài sự việc trên. Đức Thế Tôn bảo: Thưa đại vương sẽ không gặp nguy hiểm nào vì việc ấy cả. Rồi ngài kể chuyện ngay từ đầu về tiếng thét của những người tái sanh vào địa ngục, lô hát câm phí, chảo sắt. Sau đó, ngài đọc cho nhà vua nghe đầy đủ các phần kệ mà chúng đã bắt đầu thốt ra. Với người trong ngục bị hành thân, suốt cả thời gian 6 vạn năm, việc ấy khi nào thì chấm dứt? Sẽ không chấm dứt, chẳng sao cùng. Bao giờ chấm dứt, không nhìn thấy. Quả bạn và ta phạm lỗi lầm. Chúng ta đang phải sống đau thương, vì chúng ta không biết cúng dường những vật cần cho khi có sẵn. Ta không tạo chỗ trú an toàn. Quả thật, khi từ biệt trốn đây, được làm người ở cõi đời này, ta nguyện hào phóng chuyên trì giới, ta quyết làm nhiều thiện sự ngay. Khi bậc đạo sư ngâm các phần kệ xong, ngài thuyết giảng, ngài thuyết pháp đầy đủ chi tiết. Lúc kết thúc bài giảng, người đàn ông đã đi tìm đất đỏ và hoa sen ấy được an trú vào sơ quả dự lưu. Còn nhà vua, lòng đầy xúc động, liền bỏ tham đắm vợ người khác và hài lòng với vợ của mình. Dạ kính sư, dạ con đã đọc xong phần chánh kinh. Dạ sau đây con kính cung thỉnh sư Pháp Thanh từ bi hoan hỷ. Từ khi hoan hỷ giảng dạy cho chúng con bài học ngày hôm nay ạ. Dạ con kính dâng mít lại cho sư ạ. Con xin xuống mít ạ. Dạ con kính cảm ơn đạo tràng. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Ma Giá, Nam mô Sằng Thầy Giá. Cảm ơn cô Nguyên Trang rất nhiều đã đọc ra phần chánh kinh. Vậy thì cái ngạ quỷ sự này nó có liên quan đến cái câu Pháp Cú Kinh số 60. Nếu quý vị nào muốn hiểu rõ thì có thể đọc trong cái chú giải Pháp Cú Kinh câu 60. Đêm dài cho kẻ thức, đường dài cho kẻ mệt, đời dài cho kẻ ngu, không hiểu chân diệu pháp. Thì sư xin sơ lược lại cái tích truyện để quý vị nắm rõ. Tại vì trong phần chánh kinh thì đã bỏ qua một số chi tiết. Có một lần vua Ba Tư Nặc Bát Xê Na Đí đi xung quanh kinh thành để quan sát cái đời sống của dân tình, thì vô tình gặp một cái người phụ nữ. Người phụ nữ này đang đứng ở trên một cái ngôi nhà, nàng ta đứng cạnh bên cái cửa sổ. Thì ông vua ông đi ngang qua, ông thấy một cái người rất là đẹp, cho nên là do cái tầm ái nhiễm xâm chiếm, cho nên là vua đã ra hiệu với cái người quan cận thần để nhớ cái ngôi nhà đó. Thì sau khi trở về đó, thì vua Bát Xê Na Đí đã sai cái vị quan cận thần đó đến tìm hiểu coi cái cô nàng này đã có gia đình hay chưa, để ông ta có thể là đem về làm người hầu. Thì cái quan cận thần mới về báo là cô nàng này đã có gia đình rồi. Thì ông ta tìm cách bây giờ là ra lệnh cho cái người chồng của cô thiếu nữ đó đi vô trong kinh thành làm quân hầu cho nhà vua, với một cái ý định là tìm cách để mà hại cái người chồng.
để chiếm đoạt cái người phụ nữ này. Thì với cái giả tâm mà không tốt đẹp, bắt cái anh chồng vô, thì vì qua mấy ngày á, anh chồng biết là coi như cái nguy cơ sắp xua sửa giáng xuống dưới đầu mình, cho nên là anh ta hầu hạ vua rất là cẩn thận, không để một cái sự sơ suất gì xảy ra. Thì qua mấy ngày nhà vua thấy khó mà kiếm cớ, cho nên là mới sáng hôm đó mới nói với cái anh mà người hầu, bây giờ là phải đi tìm cho nhà vua một cái bùng nó màu đỏ như là ráng chiều, và một đó sen xanh. Thì quý vị biết rằng cái bùng mà thường thường nó bùng màu đen, cùng lắm là màu trắng thôi, chứ mà cái bùng mà sao mà màu đỏ nó rất là khó kiếm ở trên thế gian này. Rồi thường thường quý vị thấy là ở có những cái loại sen nó mọc ở thế gian này chỉ có màu là sen trắng hoặc là sen hồng hoặc đỏ thôi, chứ còn sen xanh thì khó mà kiếm được. Nhưng mà đặt ra cái điều khó khăn này với mục đích là làm cho anh chồng không thể tìm ra, và nhân cái cớ đó mà để giết anh ta. Đó, thì anh này biết là thế nào, chắc kỳ này chắc mình chắc chết quá. Anh ta khi mà nhà vua hạ lệnh á, anh ta ba chân bốn cẳng chạy về nhà, kêu bà vợ nấu cơm. Nấu cơm. Rồi không có chờ kịp cái cơm đó mà chín nữa. Khi mà cơm vừa cạn nước thôi, thì anh ta mới lấy cái lá ủ gói lại, gói cái phần cơm đó. Ba chân bốn cẳng chạy đi ra bên cạnh cái sông lớn. Từ kinh thành mà đi ra cái sông lớn nó rất là xa, mà nhà vua ra lệnh là coi như là phải tìm trước khi mà cổng thành đóng lại. Cho nên là anh ta ba chân bốn cẳng chạy rất là mệt. Thì khi đi đến bờ sông á, anh ta nói bây giờ chỉ có cái rước nó sẽ hỗ trợ mình thôi. Cho nên là anh ta mới lấy cái phần cơm đó, sau khi mà nấu cạn nước, nhờ ủ trong cái lá thì cơm nó chín. Anh ta mới chia ra làm hai, một phần để bố thí đến các cái loài chúng sanh ở cái dòng sông này, và do cái phước bố thí đó xin hồi hướng đến các cái vị Long Vương ở cái đoạn sông đó, để giúp cho anh ta có thể mà qua cái cơn hoạn nạn. Thì anh ta mới lấy nửa phần cơm anh ta rải xuống dưới sông để bố thí cho các cái loài thủy tộc. Và do cái phước duyên cho nên là cái vị mà Long Vương ở ngay đoạn sông đó cảm động, cho nên mới lên hỏi anh ta vậy chứ cần giúp đỡ cái gì. Thì anh ta nói là bây giờ ông vua cũng ra lệnh cho anh phải kiếm được cái bùng đỏ và sen xanh. Nếu mà hôm nay mà không kiếm được cái bùng đỏ và cái sen xanh này trước khi mà cổng thành đóng lại đó, thì anh ta sẽ bị rơi đầu. Cho nên là Long Vương đã giúp cho anh tìm được hai cái vật mà rất là hiếm ở trên thế gian này, là cái bùng đỏ và sen xanh. Thì sau khi mà được Long Vương giúp rồi đó, thì anh ta phải ba chân bốn cẳng chạy trở về. Chạy trở về, vua Bát Xê Na Đí muốn cho anh ta phải mắc tội chết, cho nên hôm đó đó, thay vì thường thường là 5 giờ chiều là ông quan giữ cổng thành nó mới đóng cửa, nhà vua ra lệnh hôm nay là cỡ 3 giờ 3 rưỡi đóng cửa đi. Cho nên ông quan giữ thành đã đóng cửa rồi. Anh này chạy hết sức, nhưng mà về tới
về tới kinh thành Chăng Cái Hám á, thì cổng thành đã đóng rồi. Bây giờ anh ta buồn rầu, cái chết nó sắp sửa nó giáng xuống đầu mình rồi. Anh ta mới đem cái bùn đỏ và sen xanh đó anh ta treo ở cái cổng thành, rồi anh ta đi vào chùa Kỳ Viên để tạm lánh một đêm. Thì đêm đó, đó là vua Bát Xê Na Đí mới nghe âm thanh kêu gào của những cái tiếng rất là lạ. Thì bốn chữ là đuốc xá ná xô. Thì nhà vua rất là sợ hãi suốt đêm đó, không ngủ được. Tới sáng thì nhà vua mới nói với cái ông quan tư tế, là những cái ông quan mà nhiệm vụ coi về vấn đề mà tế lễ trong hoàng cung. Thì ông này cũng nói là bệ hạ sắp sửa có một cái tai họa giáng xuống, cho nên bây giờ phải làm một cái cuộc mà đại tế lễ. Thì quý vị biết là ngày xưa mà những ông quan bà la môn mà làm đại tế lễ á, thì 100 đồng nam, tức là 100 đứa trẻ trai, 100 đồng nữ là 100 đứa trẻ gái, rồi tất cả các loại thú, 100 dê đực, 100 dê cái, 100 ngựa đực, 100 ngựa cái, tất cả các loài vật là 100 con hết. Nè. Thì khi mà nói vậy thì nhà vua sợ mà, sợ có tai hại đến vương quốc, sợ có tai hại đến tính mạng, sợ mất ngai vàng, cho nên nhà vua biểu ông quan tư tế là phải nhanh chóng làm cái cuộc đại tế lễ. Thì nhà vua ra lệnh cho quân lính đi bắt con cái của những người dân ở trong kinh thành, cho nên là nào là tiếng la khóc, rồi tiếng kêu la của các loài thú làm cho cái kinh thành Ra Cha Cái Há nó náo loạn lên. Thì lúc đó hoàng hậu Malika mới nghe và mới hỏi nhà vua là cái tại sao mà có cái sự mà kêu gào kêu khóc ở khắp kinh thành vậy. Thì nhà vua mới nói là để chuẩn bị là làm cuộc đại tế lễ đó. Thì nhà vua mới nói là nhà vua nằm mộng thấy như vậy, rồi quan tư tế đã biểu đại tế lễ, thì nhờ cái sự can gián của hoàng hậu Malika khuyên nhà vua đi đến gặp Đức Phật để Đức Phật sẽ giảng giải rõ về cái nguyên nhân, chứ không nên nghe những ông quan tư tế này mà làm thêm nhiều cái sự khổ đau, tạo nhiều cái ác nghiệp. Thì khi mà nghe hoàng hậu nói như vậy, nhà vua mới thức tỉnh và ra lệnh ngăn lại và đi đến gặp Đức Thế Tôn. Thì Đức Thế Tôn mới nói cho nhà vua về bốn cái tiếng kêu này. Thì bốn cái âm thanh mà ghê rợn này đó là của bốn chàng thanh niên. Bốn chàng công tử này đó, khi mà cha mẹ qua đời để lại những cái tài sản rất là nhiều, nhưng mà thay vì dùng cái tài sản này đó để làm những cái việc lợi ích, là kinh doanh buôn bán, hay là làm cái công việc bốn thí, bốn cái chàng thanh niên này đó mê đắm trong cái dục lạc, cho nên là đem cái tài sản này nè đi dụ dỗ các cái cô gái hoặc là những cái người thiếu nữ đã có gia đình để mua chuộc, dụ dỗ các cô nàng để thỏa mãn cái dục vọng. Cho nên bốn anh chàng này trong suốt cái đời sống đó, trị lạc trong dục lạc tà dâm. Thì sau khi mà thân hoại mệnh chung, thì bốn anh chàng này bị đọa vào địa ngục, gọi là địa ngục đồng sôi. Thì những cái chúng sanh mà đọa vào cái địa ngục đồng sôi này đó là một dòng của cái giạc mà đồng sôi này đó là tương đương khoảng 60 năm ở thế gian này.
Tức là chúng sanh đó từ ở trên cái miệng của cái giặc đồng á, rơi từ 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 xuống chạm cái đáy là 30 năm. Rồi từ cái đáy á, nổi dần 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 nổi trở lên đến cái miệng của cái giặc đồng là 30 năm nữa. Thì đêm đó là mấy anh chàng này á, đã nổi lên đến cái miệng, cho nên là muốn nói lên bốn cái câu kệ. À, nhưng mà mỗi người chỉ kịp nói được một cái chữ đầu à, của bốn dần kệ. Thì cái Đức Phật mới lặp lại cho nhà vua nghe nè. À, cái dần kệ như sau là bút chi quý tam mà, bút chi quý tam mát chi à, về sằng nô nát đá đà mà hề quýt chá má nề xuống cô ghê xuống đi bằng nà cám nà cầm há ách ta nồ tí. Xưa ta sống nhút nhơ chẳng bố thí bao giờ, tuy có nhiều tiền của không tạo chỗ nương nhờ. Rồi cái chữ xá là sát thi quá xá xá hát xà ní bánh bùn nà mi tắp bá sồ ná lá về bách chá mà nà nặng cá đà anh ta tồ có quýt xá tí. Ta ở sáu muôn năm còn đủ nếu không lầm, trong địa ngục thọ khổ chừng nào hết bị cầm. Chữ ná là náp thí anh tô cú tô anh tô ná anh tô bá tí đi xá tí ta đà hí bát cá tăng bá bằng má ná tùy hành chá mà biết xa, tức là không hết cũng không cùng, không thấy chỗ cáo chung. Bởi xưa ta tạo ác, tôi cùng các ông. Cái chữ xô tức là cái đoạn cuối. Xô hăng na ná ý tô găng tô vô ninh lát tha ná ma nú xin quá đành nhu xí lá xâm bằng nồ ca ha biết cú xa lăng bá hun tí. Nếu tôi được thoát thân đầu thai làm thế nhân, hiểu biết giữ giới đủ tạo thiện pháp nhiều lần. Đó là bốn cái tiếng kêu à, mà những anh chàng này muốn cảnh tỉnh à, đến nhà vua Bát Xê Na Đí. Cho nên Đức Phật mới nói lên cái câu kệ à. Và khi mà nghe cái câu kệ này đó à, thì à, Đức Phật mới nói là đêm dài cho kẻ thức, đường dài cho kẻ mệt, đời dài cho kẻ ngu không hiểu biết chân diệu pháp. Và người chồng à, cái cô thiếu nữ thì đã đắc quả Tu Đà Hoàn, còn nhà vua thì nhờ đó mà tránh được những cái ác nghiệp mà đã tạo ra. Và nhà vua từ đó mà không còn à, ham muốn à, những cái cô thiếu nữ. Thì đây à, chúng ta thấy rằng à, do những cái tham đắm ở trong thế gian à, những cái chàng thanh niên, những cô thiếu nữ thời còn tuổi xuân phơi phới tốt đẹp à, không có nghĩ rằng là mình sẽ già, mình sẽ bệnh và mình sẽ chết à, cho nên là sống chạy theo cái trần cảnh bên ngoài, thỏa mãn các căn à, say đắm trong tài tình danh lợi à, say đắm trong cái dục lạc của thế gian. Cho nên á, là không biết cái tìm cái con đường để mà tạo phước. Mặc dù là có phước à, sanh ra trong những cái gia đình điều kiện rất là tốt đẹp à, thừa hưởng được những cái tài sản to lớn của cha mẹ để lại, nhưng mà thay vì á, làm những cái điều lành, những cái sự phước thiện à, thì đi làm những cái điều mà không tốt đẹp à,
rồi phải đọa vào khổ cảnh. Thành ra đó, chúng ta phải thấy rằng chính những cái mê lầm, những tham muốn chạy theo trần cảnh bên ngoài mà chúng ta rơi vào sự khổ đau. Cho nên là Đức Phật mới nói có những hạng người từ chỗ tối đi đến chỗ sáng, tức là những người mà ở thế gian cái đời sống vật chất khó khăn khổ sở, nhưng nhờ hiểu biết mà cố gắng nỗ lực thực hành thiện sự, thì giống như cái người mà quá khứ ít tạo phước nhưng trong thời hiện tại biết tạo phước, cho nên từ chỗ tối mà đi đến chỗ sáng. Rồi những chúng sanh từ chỗ sáng mà đi đến chỗ tối, tức là những chúng sanh á, thời quá khứ có tạo phước, tái sanh trong những gia đình có đầy đủ điều kiện tốt đẹp, nhưng những chúng sanh này đó không biết dùng những cái tài sản để làm thêm, dung bồi thêm những cái phước báo cho mình, mà tạo trữ những cái ác bất thiện pháp. Thì những chúng sanh này đó là những người hiện tại đời sống có phước nhưng mà lại tạo các cái ác bất thiện nghiệp, cho nên từ chỗ sáng mà đi đến chỗ tối. Rồi những chúng sanh đó, từ chỗ tối mà đi đến chỗ tối hơn, tức là những người mà kém phước trong đời sống hiện tại nhưng không làm những cái điều lành, lại lún sâu vào tội lỗi. Thí dụ như có những người họ kém phước nhưng mà không có chịu mà làm ăn chân chánh, đi trộm cắp lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người khác, đời sống hiện tại khổ đau rồi, kém may mắn rồi, khổ sở rồi, nhưng mà lại lún sâu vào tội lỗi ác nghiệp. Rồi những chúng sanh từ chỗ sáng mà đi đến chỗ sáng hơn, tức là những chúng sanh có cái phước đã tạo trữ trong đời sống quá khứ, đời sống hiện tại là những người có cuộc sống tốt đẹp ở những dòng tộc cao quý, nhưng mà những người này hiểu biết Phật pháp, có trí tuệ, thì nỗ lực tạo trữ công đức phước báo, nỗ lực tu tập để đạt đến thánh đạo thánh quả. Thì như các vị thánh tăng, như hai ngài Thượng Thủ Chinh Văn, ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên, các phước báo các ngài đã tạo trữ từ quá khứ rồi kiếp hiện tại thì sanh ra ở dòng tộc cao quý, là con của những vị Bà La Môn trưởng làng, nhờ có những cái phước báo, cái chí hướng tốt đẹp mà thay vì thế gian để thừa hưởng cái tài sản, nhưng mà các ngài đã từ bỏ và đi tìm cái con đường xuất gia, đạt đến thánh lậu tận và trở thành hai vị Thượng Thủ Thinh Văn của Đức Phật. Thành ra chúng ta thấy rằng đó, có những người có sự hiểu biết nhờ sự nỗ lực tu tập, đã tạo trữ công đức thời quá khứ, đến kiếp hiện tại thì từ bỏ tất cả những cái vật chất thế gian để tầm cầu con đường giải thoát. Cho nên là từ chỗ sáng mà đi đến cái chỗ sáng hơn. Cho nên Đức Phật khen ngợi hai hạng chúng sanh, tức là từ chỗ tối mà đi đến chỗ sáng và từ chỗ sáng mà đi đến chỗ sáng hơn. Nên chúng ta là những người
học Phật pháp chúng ta phải hiểu biết, chúng ta theo lời dạy của Đức Phật. Nếu mà bây giờ mình không may mắn, mình sinh ra thiếu thốn về vật chất, ở trong những cái gia tộc thấp kém chẳng hạn, nhưng mà mình cố gắng nỗ lực tạo trữ, làm thật lành những điều lành, những điều thiện, học hỏi Phật pháp, thực hành giáo pháp của Đức Phật, thì chúng ta có sự hiểu biết, từ bỏ những cái tham muốn vật chất của thế gian, tạo nhiều cái nhân lành, những cái chủng tử tốt đẹp, thì chúng ta sẽ tái sanh những cảnh giới an vui, hoặc là tái sanh là làm người thì có một cái đời sống tốt đẹp hơn. Nhưng chúng ta phải có cái chí nguyện, khi mà chúng ta tạo trữ những công đức đó, nhằm mục đích để hướng đến cái con đường giải thoát. Còn tất cả những cái hạnh phúc vật chất của thế gian đó, là nó chỉ là sự hỗ trợ trên bước đường chúng ta tu tập mà thôi. Chúng ta không nên say đắm trong cái vật chất của thế gian, không nên cậy vào của cải tài sản, rồi chức tước địa vị, quyền thế, để mà ức hiếp, để tạo những cái ác bất thiện nghiệp, thì đó là một cái điều hết sức là tai hại. Cho nên khi mà chúng ta học hỏi hiểu biết Phật pháp, chúng ta phải cố gắng nỗ lực thực hành để tạo trữ thật nhiều những cái chủng tử tốt đẹp, để chúng ta làm hành trang sống cái dòng sanh tử, nhưng mà với mục đích là để vượt thoát ra cái sự khổ đau ở trong tam giới này, thì đó là cái lời dạy của Đức Phật. Cầu chúc tất cả chư tôn đức pháp thể ca ngang, kính chúc quý tôn nữ cũng như quý Phật tử nhiều sức khỏe an vui, và có thêm được những điều hiểu biết và lời dạy của Đức Phật. Cầu mong chư thiên quan hỷ với phước báo, cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Và bây giờ xin mời đạo tràng kính cung thỉnh chư tôn đức cũng như mời tất cả quý vị cùng nhau thảo luận chia sẻ về cái bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Thầy gia, xin mời đạo tràng. Nam mô Bụt Thầy gia, Nam mô Tham Ma gia, Nam mô Sang Khai gia. Và con xin thay mặt lớp học kính tri ân sư Pháp Thanh đã dạy cho chúng con bài học nhà quỷ sư của ngày hôm nay. Và bây giờ là 10:17. Bây giờ tới giờ của chúng ta có thể hỏi sư Pháp Thanh những điều mà các bạn, các quý vị chưa có hiểu trong cái bài kinh này. Quý vị có thể giơ tay lên để hỏi thẳng với sư, hoặc là có thể chat lên trên màn hình và Nguyễn Như sẽ đọc cho quý vị nha. Hôm nay ai mở hàng? Hôm nay là chị Hà mở hàng hay là anh Mỹ mở hàng trước, hay là chị Kim Nhung? Xin mời quý vị ạ. Dạ, xin mời Ca Vinh nha. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khai. Dạ, con kính đến lễ sư, dạ con kính đến lễ quý sư, và con kính đến lễ kính chào đạo tràng. Dạ kính thưa sư, dạ con có thấy có người trước đây họ rất là tin và học và tin Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo, và đã hành những việc việc thiện rất là nhiều, nhưng mà sau này vì quả bất thiện chỗ sanh cho họ, và dồn nhập những quả bất thiện chỗ sanh cho họ, dồn nhập đến họ, thành ra họ cái lòng tin họ không có còn vững như là trước đó nữa. Vậy kính thưa sư, vậy sư có thể khuyến khích họ hoặc là chỉ dạy họ như thế nào để mà họ có được cái lòng tin trở lại à? Dạ, con kính dâng mic lại cho sư ạ.
Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Thì quý vị thấy rằng trong cuộc sống chúng ta nữa, không phải là một dòng sông êm ả. Tại vì chúng ta đó, quá khứ chúng ta cũng tạo trữ những cái thiện mà cũng có những cái bất thiện. Cho nên á, có những lúc cái dòng sông nó trôi nhưng mà nó đến gần thác. Rồi phải chịu nhiều cái thử thách. Chính những cái chướng nghiệp nó đến lúc nó trổ quả để nó thử thách chúng ta. Ví dụ như bây giờ cái cây á, nếu mà chúng ta trồng á, không có những phong ba bão táp thì đâu biết là cái cây đó, cái bộ rễ nó có vững hay không. Rồi nếu mà chúng ta không có gặp những cái chướng ngại thì chúng ta đâu biết cái phước của mình nó cỡ nào, đúng không? Rồi thành ra đó, đối với phàm nhân có khi á, chúng ta gặp những cái chướng ngại bắt đầu chúng ta thối chuyển, chúng ta từ bỏ cái con đường thiện nghiệp của mình. Đó, thành ra có nhiều chúng sanh họ hiểu biết một cách sai lầm. Có người họ làm phước rất là nhiều nhưng mà khi cái chướng nghiệp á, nó sanh ra cái bắt đầu người ta đâm ra người ta nản chí. Ta nghĩ là mình làm phước quá trời luôn, mình làm lành không à, làm thiện không à, mà sao mình không gặp may, không gặp những cái điều tốt đẹp mà mình gặp những cái xấu xa, tai nạn, bệnh tật cứ đổ xuống. Rồi từ đó người ta suy nghĩ như vậy là người ta nói đúng rồi, làm ác mới sống lâu. Cho nên á, cái niềm tin sai là tà kiến đó khiến cho người ta trở lui. Thay vì dung bồi tạo những cái thiện lành thì người ta chuyển qua làm những cái việc phi pháp, những tạo những cái ác bất thiện pháp. Chúng ta phải hiểu cái lý nhân quả là những cái thiện nghiệp, những cái an lạc tốt đẹp á, ngay trong đời này đó, những cái quả lành này nè là do cái nhân chúng ta tạo trữ từ quá khứ. Đến lúc nó thời gian nó trổ quả, gọi là quả dị thục, nó phải có một cái thời gian để trổ quả. Còn những cái ác nghiệp cũng vậy, những cái bất thiện nghiệp này đó, mình đã tạo trữ từ quá khứ rồi, cho nên đến cái lúc mà nó cho quả, thì chúng ta hiểu biết như vậy, có một cái niềm tin vào nhân quả nghiệp báo thì chúng ta sẽ không có hờn trách, đúng không? An lạc tốt đẹp cũng do mình, mà khổ đau cũng do mình, chứ không phải đấng thần linh nào hay là đấng thượng đế nào ban thưởng, mà cũng không phải đấng tạo hóa, đấng thần linh nào trừng phạt. Đó, khi mà chúng ta có một cái niềm tin chân chánh như vậy đó thì chúng ta sẵn sàng. Bây giờ do mình trồng lúa, đến cái lúc mùa vụ nó tốt đẹp, bây giờ mình thu hoạch thì sẽ có sự an ổn. Còn bây giờ mình tạo trữ những cái, mình gieo những cái giống không tốt đẹp, gieo toàn là mướp đắng, leo ớt, thì bây giờ mình phải thu hoạch những cái đắng cay,
trong đời sống. Đó. Cho nên khi mà chúng ta hiểu biết như vậy thì chúng ta sẽ chấp nhận. Chúng ta không than trời trách đất. Chúng ta không uất ức thở than. Đó. Mình biết giai đoạn này là cái giai đoạn mà thiệt nó cho quả. Thì mình cũng chấp nhận. Còn mà bây giờ đến lúc mà cái khổ đau, cái quả xấu, đến lúc cũng khổ quả thì mình cũng chấp nhận. Thì mình sẽ có cái sự an ổn. Cho nên á, cái niềm tin của phàm nhân nó dễ bị lung lạc. Cho nên chúng ta bây giờ chúng ta mới vừa quy, chúng ta mới vừa học giáo pháp, thì mình dùng cái danh từ gọi là Phật tử. Thì sự Phật tử ở đây đó, để mình nói là mình theo Phật thôi. Chứ sự thật ra đó, từ khi nào mà chúng ta bước chân vào dòng thánh, trở thành bậc thánh sơ đạo sơ quả, hay là nhập lưu, là Tu Đà Hoàn, thì lúc đó đó, cái niềm tin của chúng ta đối với Tam Bảo nó bất động. Còn bây giờ đó, niềm tin của mình cũng giống như mới trồng, nó còn lung lạc lắm, nó dễ bị xô ngã. Rất nhiều những cái trường hợp trong đời sống, rồi những cái chướng ngại làm cho người ta trở lui, người ta lui sụp, người ta không còn thực hành các cái thiện pháp. Cho nên chúng ta phải hiểu kỹ, tìm hiểu cái định luật nghiệp báo, nó trổ sanh, nó cho quả như thế nào, đó, để chúng ta có một cái niềm tin vững vàng. Thì lúc đó đó, mình cũng khá khá tạm. Chứ còn nếu mà chúng ta học, chúng ta hiểu biết một cách cạn cợt, rồi trước những cái chướng nghiệp, những cái phong ba bão táp nó ngăn trở, thì có đôi lúc chúng ta trở lui, thấy chèo cái thuyền đi ngược nước, coi bộ nó khó quá, thôi bây giờ thả xuôi theo dòng nước, thả xuôi theo dòng nước, coi bộ nó dễ hơn, từ bỏ hưởng sắc thinh vị xúc, nó khó quá, thôi giờ mình cứ theo thế gian, thụ hưởng tất cả những gì mà nó đưa đến. Thành ra đó, quý vị thấy rằng cái sự tu tập đi ngược lại với thế gian, giống như là mình chèo thuyền ngược nước. Còn mà sai đắm thụ hưởng cái thế gian thì giống như nó dễ dàng lắm, giống như là cái thuyền mà đi xuôi nước vậy. Nhưng mà sao, khi mà cái thuyền nó xuôi dòng nước thì sao, những lúc nó bị những cái dòng nước xoáy, nó sẽ nhấn chìm ở trong cái ngũ dục của thế gian. Thì hai cái chúng ta phải có trí tuệ, chúng ta phải có hiểu biết để chúng ta nỗ lực vượt qua những cái chướng ngại, và chúng ta tránh xa những cái thụ hưởng vật chất của thế gian, giống như bốn cậu công tử này đó, không? Đó, sai đắm, nhiễm đắm trong cái dục lạc của thế gian, rồi bị dục lạc nó nhấn chìm, rơi vào khổ cảnh, khổ đau. Thì xin giải đáp cái câu hỏi của anh Cận Sĩ Nam, và chúc anh nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân ngài sư Pháp Thanh đã giảng giải cho anh Kevin. Dạ, cũng thấy Kevin đã nhắn lên là sa thú bạch ngài. Dạ, Nguyên Như không biết còn vị nào có câu hỏi để đặt cho sư.
trước khi mà chúng ta kết thúc buổi học hay không? Dạ, sa thú chị Nhung, em xin mời chị ạ. Dạ, Nguyên Như con xin kính chào thầy Kinh vừa vào lớp học ạ. Dạ, alo ạ. Dạ, không biết chẳng có nghe con nói mà. Dạ, xin cảm ơn cho em. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ quý sư, con kính đảnh lễ thầy Kinh, kính chào các anh chị ở trong đạo tràng. Dạ, thưa sư, con có một cái trường hợp như thế này mà con rất là cũng hơi khó xử. Thì con nhờ sư khuyên con là nên như thế nào. Nó cũng không có nằm ở trong cái bài học, nhưng mà nó nằm ở trong cái hoàn cảnh của riêng con. Nhà con thì có 4 người, có con, chồng con và có 2 đứa con, có đứa con gái và đứa con trai. Thì chồng con thì không, con thì theo đạo Phật, con tin nhân quả, còn chồng con thì không tin. Con gái con đó thì đi theo đạo Tin Lành, còn con trai con nó thì nó có vợ và nó đi theo đạo Thiên Chúa. Thì bây giờ con cũng ở giữa những cái dòng về tín ngưỡng nó như thế, thành ra là nó cũng nhiều khi làm cho mình cũng khó xử. Mình nói về nhân quả nhưng mà mỗi người nó có cái lý riêng, thành ra là con cũng không biết là mình phải trang bị cái tâm mình nó như thế nào để mình vững vàng trước những cái nghịch cảnh như vậy. Dạ, con xin sư hoan hỷ giúp con ạ. Dạ, con xin xuống mic ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Gia Giá. Kính đảnh lễ chư tôn đức, chào tất cả quý vị. Thật sự ra đó, tại vì chúng ta trong quá khứ chúng ta tạo những cái thiện nghiệp, nhưng mà những cái thiện nghiệp này á, nó không có thuần là cái nghiệp trắng hết à, cho nên là nó lẫn lộn à, có trắng có đen. Cho nên bây giờ cái quả nó cho có đen có trắng à, tức là sao, những cái thiện nghiệp á, nó hỗ trợ chúng ta tái sanh à, rồi gặp được những cái điều tốt đẹp. Nhưng mà đó, những cái bất thiện nghiệp đó, nó cũng đi theo. Cho nên là bây giờ trong đời sống chúng ta không có gặp được những cái điều mà nó thuận lợi à. Mình tái sanh vô trong cái gia đình mà 4 người mà đi 4 hướng khác nhau à, thành ra đó bây giờ chúng ta phải giữ vững cái niềm tin của mình. Khi mà biết cái niềm tin của mình là chân chánh à, mình giữ vững à, giữ vững bằng mọi giá à. Còn vấn đề mà bây giờ mình muốn, mình thấy đây là cái được con đường tốt đẹp nè, mình muốn cho những cái người thân của mình à, đi theo cái con đường này. Nhưng mà mỗi chúng sanh có cái duyên nghiệp riêng à, người mỗi người nó có một cái niềm tin, mặc dù cái niềm tin đó nó không đúng, nhưng mà vì cái niềm tin của người ta lệch lạc à, cái trí tuệ người ta không có phân biệt được cái nào là chánh, cái nào là tà à, cho nên á người ta đi theo cái con đường đó. À, bây giờ mà mình muốn mà tế độ, mình muốn hướng dẫn nó rất là khó. À, chứ không phải dễ đâu. À, chỉ những người nào có duyên à, thì người ta mới chấp nhận thôi. Còn cái người mà nó không có duyên rồi, bây giờ là Đức Phật cũng chịu thua, thấy không? Quý vị thấy trong cái dòng tộc Thích Ca đó, thì Đức Phật cũng về để tế độ, để giúp đỡ à, có những vị đắc được thánh hữu học
cũng có những vị xuất gia đạt đến thánh quả cao nhất, A-la-hán. Nhưng mà sao? Cũng có những người tạo ác nghiệp phải rơi vào địa ngục. Đó. Thành ra đó, bây giờ mỗi người chọn cho mình cái con đường đi. Mình không thể lôi kéo ai. Tại vì người ta thấy cái niềm tin của người ta, tin vào Thượng Đế, tin vào Chúa, rồi nó là chính đáng. Mà khi mà người ta đã tin rồi đó, người ta tin với một cái cách là mù quáng thì thôi, mình chịu thua. Bây giờ mình tự lo cho mình chứ mình đừng có ấy. Mà quý vị biết không, khi mà mình càng muốn hướng dẫn người khác đó, thì nó càng khổ. Thấy không? Các pháp là vô ngã, mình phải nhớ vậy. Mình không có điều khiển được ai đó. Chính ngay bản thân mình còn không điều khiển được, thì mình đừng muốn người khác phải như thế này, phải như thế kia. Thân ta còn không có, con đâu, tài sản đâu. Tại vì duyên nghiệp nó nương giá nhau, gặp ở đời này, nhưng mà nó đâu có cùng chung chí hướng. Cho nên á, là muốn có một cái gia đình á, mà cùng hướng về á, một con đường á, nó rất là khó. Tỷ lệ nó chắc chừng 1/1000. Những gia đình mà cả chồng vợ con cái đồ á, là đi theo một hướng, đi theo về Phật pháp á, nó rất là hiếm. Chỉ có những cái xứ quốc giáo, những xứ quốc giáo thì miễn mai, cái tỷ lệ đó nó khá cao. Chứ còn những ở những cái quốc độ khác, những cái xứ khác đó, thì thôi, bây giờ mình cũng không thể nào bắt buộc ai đi theo mình. Mình biết cái con đường này là chân chánh thì mình cứ đi. Còn cái chuyện mà ai muốn đi xuôi đi ngược gì đó thì tùy người khác. Đó là cái cách tốt nhất. Mình đừng có phải thế này phải thế kia. Mình biết nó sái quấy. Có những người biết cái xì ke ma túy nó là đem đến cái tai hại, nhưng mà cha mẹ thân bằng quyến thuộc ngăn cản, nhưng mà họ đâu có chịu đâu, họ vẫn lao vào đó. Thì đối với những cái người mà cái niềm tin mà nó sai lệch tà kiến thì nó cũng giống giống vậy đó, mình không có ngăn trở được đâu. Thành ra thôi, mình lo cái con đường của mình là tốt. Còn cái người kia thì khi nào họ có nhân duyên, họ muốn tìm hiểu thì mình giải thích chia sẻ, nếu không thì thôi, đừng có tạo thêm những cái phiền não và ở trong gia đình. Để chúc cô nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Thầy ạ. Nam mô Bụt Thầy ạ. Nam mô Tham Ma ạ. Nam mô Sang Kha ạ. Và bây giờ con thấy cũng là 10:38. Và con xin kính thay mặt đạo tràng, kính thỉnh sư Nguyên Thông có thể thay mặt chư tăng để chúc phúc cho đạo tràng của chúng con bạch sư. Con xin dâng mic lại cho sư ạ. Dạ, sư làm cái gì, con chát lên cho con. Sư đọc kinh gì? Nghe không rõ con. Phút chút phải không con? Ok. Phavatu sapa mangalang rathang tu sapa devata sapa bhuta nupave nasada soti phavang tu te phavatu sapa mangalang rathang tu sapa devata sapa dhamma nupave nasada soti phavang tu te
Vavatu sabba mangalang radkang tu sabba devata sabba sankaha nufave nasada soti. Và bằng tu tê tất cả phước báo hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì cho người do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo Pháp, do nhờ oai đức của chư Tăng. Các sự thánh lợi thường thường đến người cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Xà thú xà thú xà thú. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Minh Thông đã thay mặt cho chư Tăng để chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay. Dạ, con thấy thời gian cũng vừa phải lẽ, Nguyên Như xin kính mời chư vị cùng với Nguyên Như lắng lòng thanh tịnh để hồi hướng sau khi nghe pháp ạ. Dạ, đề qua ta sanh ti vi hà ra qua si ni thụ bê kha rê bồ thi kha rê ta hình ta hình. Ta tham ma đa ne na pha văn tu pu chi ta so thân ca ron te ta vi ha ra măng đa lê. Thế ra cha măng cha na va ca cha phình kha vô sa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca. Ga ma cha de sa ni ga ma cha i sa ra sam ba na phu ta su khi ta pha văn tu te. Cha la bu cha ye bi cha an da sam pha wa san se da cha ta tha wo pa pa ti ka. Ni ya ni căng tham ma wa răng pa tình cha te sam be bi đúng kha sa ka ron tu sang kha yang. Tha tu chi răng sa tăng tham mô tham man tha ra cha pung ga la sang khô hô tu sa mắc gô. Wa an tha ya cha hi ta ya cha am he rang kha tu san tham mo. Sam be bi tham ma cha ri no gu thân sam ba bu nay ya ma tham ma ri yam ba we. Di te i đăng no nya ti năng hô tu su khi ta hoan tu nya ta yo. I đăng no nya ti năng hô tu su khi ta hoan tu nya ta yo. I đăng no nya ti năng hô tu su khi ta hoan tu nya ta yo. I đăng quá tá mê buồn nhằn à xá quá khá già quá hằng. Hồ tu á na gá tề cà lề, do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bạn quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm, ngủ ngầm nơi tâm, trong ngày vị lai. Và Nguyên Như xin trân trọng thông báo tới chư vị là ngày mai sư Pháp Thanh sẽ đổi lại ngày với ngày sư Pháp Tính, và ngày mai sẽ là ngày của sư phụ Pháp Tính vào dạy chúng ta về 12 nhân duyên. Còn sư Pháp Thanh, dạ sư sẽ chuyển lại ngày với sư Pháp Tính, tức là sư sẽ dạy cho chúng ta vào ngày thứ sáu, tiếp tục ngày quý phật sự nha quý vị. Và Nguyên Như xin trân trọng kính chào toàn thể chư vị. Có một chút thay đổi ở trong cái lịch giảng vị. Dạ, Nguyên Như xin trân trọng kính chào toàn thể chư vị ạ. À. Dạ, chỉ chuyển một tuần này thôi, tự vì sư phụ Pháp Tính bận Phật sự ạ. À. Dạ, Nguyên Như xin xuống mic ạ. À.